Công ty thử Hai Nguyễn, công ty Auto Hai Nguyễn xin trân trọng kính chào đến tất cả các bác, anh chị, các bạn và các em nhé. Hôm nay là ngày 5 tháng 12 năm 2018. Đây là những chuyến hàng gần như cuối cùng của năm 2017. Và Hai Nguyễn đã sẽ gửi thật nhanh, gửi hỏa tốc để đến tất cả các bác, anh chị trên mọi miền của Tổ quốc Việt Nam. Đúng dịp, đúng hẹn để đón một cái Tết Mậu Tuất thật vui vẻ, an lành, rồi là thành công. Thì đây chính là chuyến hàng Hai Nguyễn sẽ chuyển gần như cuối cùng của năm cũ, tất cả thiết bị âm thanh. Đấy. Và rất tiếc nhiều bác đã đặt hàng Hai Nguyễn, mà những thời điểm này thì công ty Viettel ấy là ngừng nhận những hàng lặng, cho nên là rất là tiếc. Và Hai Nguyễn này gần như hàng Hai Nguyễn là rút hết sạch, gần như hết sạch, không còn ít hàng nào nữa. Đấy. Bởi vì Hai Nguyễn ngừng nhập hàng 2 ngày do cái đầu mối là người ta bây giờ cũng là ngừng luôn, không cung cấp nữa, cho nên Hai Nguyễn ôm rất là nhiều thiết bị nhưng mà cũng không kịp để cung cấp đến tất cả các bác anh chị trên mọi miền Tổ quốc. Nhà Hai Nguyễn thì vẫn còn lọc rất là nhiều, lọc DBX231 rồi lọc DBX231, mic số X2, UG92 mã, vân vân, rất là nhiều các nhá, loa Hai Nguyễn. Đấy, tất cả Hai Nguyễn bao giờ ôm rất là lớn. Đây, một cái lô hàng Hai Nguyễn đã bị tụt hết. Đấy, còn đẩy rất nhiều bác đã đẩy vào Việt Nam nhưng mà thực ra không chuyển đổi bác nhá. Không chuyển đổi bởi đâu. Cái thời gian nó gấp quá, Hai Nguyễn không thể chuyển được, và công ty Viettel và bên bưu điện cũng không nhận hàng nữa, cho nên là hôm nay là Hai Nguyễn gần như chuyến hàng cuối cùng về và Sài Gòn. Còn là miền Bắc thì còn 1-2 ngày nữa là cũng ngừng không nhận hàng nữa. Và các bác bây giờ có nhu cầu về lắp đặt cái bộ hát gia đình phân khúc tầm tiền ít thôi, ví dụ hơn chục triệu, còn là từ đấy trở lên Hai Nguyễn sẽ có thể các bác đến nhà Hai Nguyễn đã đặt, và các bác có nhu cầu những bộ hát lớn hơn thì Hai Nguyễn đến tận nhà làm. Đấy. Mà dân hàng thì Hai Nguyễn gần như sập hết. Và cái chiều dài Hai Nguyễn là nó 100m2 nhá, 100m2 dài dọc này là xếp la hôm nay gần như giống hết sạch rồi. Đấy. Độc 2 ngày Hai Nguyễn không nhập hàng nó sẽ tụt này. Đây những chuyến hàng xuất gần như buổi cuối cùng của năm 2017. Và Hai Nguyễn cảm ơn tất cả các bác anh chị đã ủng hộ và tin tưởng đến công ty của Hai Nguyễn. Và Hai Nguyễn cam kết rằng tất cả những hàng này là hàng chất lượng và chuẩn chỉ. Đấy. Chuẩn chỉ, hàng loại 1, chất lượng cao. Hai Nguyễn có cái quan điểm bán như nào phải nói như vậy, không mà sai. Bác an tâm đến với Hai Nguyễn là một sự tin tưởng. Và Hai Nguyễn là một trong những công ty lớn và có kinh nghiệm bề dày trong lĩnh vực tư vấn, lắp đặt và thiết kế các công trình âm thanh, gia đình, sự kiện và phòng hát. Cho nên các bác an tâm về cách làm âm thanh, Hai Nguyễn nó có rất là dày. Và Hai Nguyễn được trực tiếp đào tạo ở trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Đấy, chuyên ngành điện tử, cho nên Hai Nguyễn đã cộng tác với Hai Nguyễn đã có nhiều năm tham gia cái chuyên ngành sửa chữa, nghiên cứu về vi mạch, mạch điện tử, mạch TV LCD, mạch âm ly, mạch đọc, vân vân. Tức là Hai Nguyễn có rất nhiều cái này. Ngày xưa Hai Nguyễn rất hài lòng này, những cái mạch âm ly này, không biết này. Đấy, mạch. Đấy, những biến áp. Đấy. Ngày xưa Hai Nguyễn quấn những cái biến áp này bình thường thôi nhá. Rồi là sửa những cái bộ nguồn rung, nguồn TV, nó là một cái nghề nghiệp, cho nên Hai Nguyễn là chuyển sang âm thanh phục vụ tất cả các bác đam mê ca hát. Cho nên Hai Nguyễn là quyết là loài về ngành điện tử, đấy, cho không mà có trách nhiệm sản phẩm mình, cũng như là có năng lực mà tay nghề trong vấn đề hoạt động điện tử như âm thanh, công nghệ Hai Nguyễn luôn đi đầu, công nghệ về internet, công nghệ về kỹ thuật là cao, luôn ứng dụng và áp dụng công nghệ cao và đưa vào các vấn đề âm thanh. Anh Nguyễn luôn luôn là rất chịu khó vấn đề tìm hiểu. Gần như đúng là anh Nguyễn rút sạch khỏi nhà, ngừng chạy 2 hôm trong nhà. Đây có em một số đẩy để phục vụ tất cả bác mua để phục vụ ngày Tết. Đây số đẩy em không còn nhiều nữa nhé, đẩy sắp hết rồi, đã nhập rất là nhiều nhưng mà các bác mua nhà em rất nhiều. Cảm ơn các bác đã tin tưởng, chuyến hàng Viettel sẽ bắt đầu gần như bốc cuối cùng